Thêm một đợt mưa bão mùa xuân nguy hiểm nữa làm cho lộn xộn nằm dày hướng nam và trung tây tối hôm qua mưa bão ập xuống colorado còn vào bữa thứ ba vừa qua texas thê thảm từ cây đe dọa nhà cửa ở Houston. Nhà thờ 120 năm bị vật cháy xét đánh xuống cả luôn cái nhà đang xây Magnolia, Texas. Nhà sập tất cả mọi người bỏ chạy trừ ra một người làm trong đó 16 tuổi. bị kẹt ở bên trong. gió thổi mạnh lên tới 75 mau một giờ. làm cho sân bay ở Houston phải ngừng hết hoàn toàn. Gió tỏa mạnh chiếc máy bay của American Airlines. Sân bay DFW. Hãng hàng không ở American Airlines báo không có ai bị thương hết. Đang điều tra về chiếc máy bay. Ngập lụt xảy ra trên đường cao tốc Texas. Vào buổi sáng, người ta kiếm cách để đi làm. Còn thêm nữa, mưa đá bự bằng trái bành góp. Mưa liên tục. Làm cho nhiều cơ sở làm ăn, nhà cửa bị hư hại. California thì có động đất, Florida thì lại mưa bão ở đâu hiện tại trong lúc này cũng không được an toàn hết chính phủ địa phương chỗ này nói cho biết có bốn người đã bị điện giật ba người đã đụng vô chúng dây điện bị đứt ba người đó trong lúc này vẫn còn sống sót gần cả triệu người trên hoa kỳ đang nằm trong tình trạng mưa bão có thể xảy ra đó cũng cộng luôn một phần ở texas đang bị mưa bão